tin vlog Nhi đã quay trở lại. Và trước khi bước vào bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được một lượt tài trợ từ những con rồng. Đúng vậy, Call of Dragon là một trò chơi chiến lược nhập vai giả tưởng nhiều người chơi với cốt truyện hấp dẫn, ra từ một vùng đất sinh động đầy rộng đầy rẫy cuộc đua thực thoại hấp dẫn. Các bạn sẽ được khám phá cái địa hình 3D tuyệt đẹp, xây dựng thành phố của bạn, đánh chiếm lãnh thổ và đánh tan các cuộc tấn công kẻ thù trong một nhiều người chơi có 1-2. Ở đây các bạn sẽ chơi 3 phe, con người, yêu tinh và Orc để xây dựng lại trực tướng của mình, hoặc có thể sử dụng các đội tạo tác phép thuật, huấn luyện cấp Behemoth khi sánh tay các đồng minh. Số vận này tùy thuộc vào ý chí của các bạn đó. Đặc biệt có một số tính năng mà đến trò chơi hay các trò chơi khác chắc chắn sẽ không có, ví dụ như huấn luyện quái thú mạnh mẽ, đơn vị tự hồi phục, và đặc biệt hơn và rất vô số sinh vật ẩn bí và những kỹ năng anh hùng cực kỳ mạnh mẽ và mẽ. Và rất đặc biệt hơn là trò chơi này cùng một nhà sản xuất với Rise of Kingdom, cho nên các bạn sẽ thấy được sự tương đồng giữa hai trò chơi nó sẽ như thế nào. Còn chân chơi gì mà không tải ngay Call of Dragon giữa trên App Store và Google Play hoặc trên PC. Còn bây giờ bắt vào bản tin ngày hôm nay thôi. Vâng, nếu lúc trước giấc mơ đi Dubai thì quá xa vời đúng không? Vâng, giấc mơ đi Dubai đã thành sự thật. Vâng, đây chính là ngôi nhà của một đại gia Dubai, nhưng lại là ở Cần Thơ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào ngôi nhà này. Nhưng trước khi vào thì thật là đây là Sunset Seven Coffee, một quán cà phê với cái thương đường khủng long. Còn ở đây là nhà dết vàng với lại ngôi nhà gạch men. Mười mua. Hả? Khu ở đây xong hai khu đi quanh kia nữa. Đừng nói là đi qua cái bên cầu nha. Đúng rồi, cái lúc cầu nè. Mà như là dết vàng hả? Khu 2 thì đi theo cái mũi tên trắng qua cầu đá. Mũi tên trắng đừng nói là cái đó nha. Đừng nói là màu trắng nha. Đừng nói là màu trắng. Ôi trời. Thì nói chung là em sao Hảo cho nó đừng chập xuống. Hảo chỉ dẫn. Rồi bây giờ chúng ta đi đóng tiền cái đã. Đóng tiền. Đóng tiền dữ chưa? 4 người. 4 người, 400. Bỏ chạy áo phái bỏ tử luôn à. Rồi ok. Dây đến kể hết rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Dành phiếu, những phiếu. Có phiếu mà được. Thôi. Phiếu phụ thu tham quan. Và phiếu nước uống. À đồ. Rất chi là khôn nha. Chầm gì hai cái phiếu cùng lúc. Như lỡ cái này là combo hai cái loại phiếu. Đây chính là đà đại gia Dubai thật sự. Đấy, người ta thấy là có rất nhiều loại vàng luôn. Adu có cả cái AK vàng luôn này. Không. Trời. Ở đây có mấy cái loại mà mũ quân người Trung Quốc nè. Đổ lên thử coi. Có hơi bình dương xíu. Có hơi bình dương quá. Rồi bên này. Thôi rồi bên này. Mấy này chụp hình hả? Vậy phải đổi mấy kia ra. Ôi trời. Rồi. Đây chính là cái nhà giá chèm chúng ta nói ở đây. Đấy. Ngôi nhà A chính này. Ngôi nhà này tiếp thị với có một đại gia đó. Mua hết cái đống đồ giá chèm này. Cứ giống như là mình đang ở trong một nhà của đại gia ở Dubai vậy. Ở đây thì thường còn cổ tích ở đâu thì chưa biết. Ở đây chúng ta sẽ thấy hút bằng vàng. Hút này là anh hùng trong Marvel. Hút bằng vàng. Đây chính là ghế hoàng hậu ở đây. Ôi dạ. Đây là ba cái đồ long đao. Ba đồ long đao này. Mấy cái cọ thì cũng xung quanh vàng hết. Hết. Đây chính là quả mô tô đến từ Bình Dương. Đến từ Bình Dương. Đây là hai mô hình súng AK, lát nữa các bạn sẽ thấy thêm ở trên trển. Đấy, chính là xe mô tô và cái nón cối màu vàng. Nón đi hướng cái đúng. Bây giờ, đây là cây tiền. Bây giờ ghế hoàng vàng. Nhưng tất cả không phải cái gì cũng là một nguyên thật đâu. Rồi, cho.
cũng hơn hai cái này không phải là đồ thật, cũng hơn hai sừng này không phải đồ thật. Do giác vàng có máy lạnh kiểu nên thì cũng bình một nhà bếp đấy. Còn ở trong này chính là mấy cái đống đồ mà khi mà muốn thuê đồ của mày sẽ phải trả 200 ngàn để mà tôi thuê cái đống đồ ở trong đó. Còn mấy cái kia là có sẵn hết. Giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 hay là thay thanh bảo kiếm của Yasuo. À quên, Yasuo có xài cái này đâu, đáng chết mẹ. Một con gà như thế không phải là một con gà vàng. Đấy, những cái thứ cái cầu thang có cũng vét vàng được hết. Đấy, bên đây chúng ta sẽ thấy cái hoa có cỏ nè, như thế này nè. Đây là một bức tranh, bức tranh bằng vàng thật. À quên, bức tranh vét vàng. Về cái thời ngày xưa của mình nè, và tất cả đều không thể chạm được. Còn đây là ba lô trong FIFA có thể. Còn đây là hai mô hình súng M16. Và đây là nguyên một bộ xe salon bằng vét vàng thật đấy. Là nhờ không phải bằng vàng đâu. Thôi, đây là xích đu vét vàng này. Thấy dạ. Anh ngồi lên sofa như cảm giác mình đi Dubai. Đây là cứu hoàng đao. Đồ để trang trí thôi, thực tế chả có tác dụng gì cả. Con em Wi-Fi từ thời Covid-19 thì chúng ta đã ghét nó luôn rồi. Vâng, có cái vaccine. Đây là một cái ghế mà vua, đây là ghế hoàng hậu mà mua đóng mô hình trong kia, hoàn toàn từ phế liệu nhưng mà được nhẹ nhàng hơn, nhưng lại được ít tiền hơn. Ghế này bằng bạc nha. Adu Yo. Đây là code M, đây là code M11991 gỗ. Đây là code M191 mô hình gỗ như là rất vàng, rất chi là vàng. Đây là như là xe xích lô, à cái những cái đầu phòn ngoài bằng vàng chúng ta vẫn thấy bằng bạc nha, vừa vàng vừa bạc. Giờ chúng ta sẽ đi lên tầng bạc, à cũng là tầng đặc biệt nhất. Đây là họa tiết trên trống đồng Đông Sơn bằng vàng thật. Hay là ăn nước trái vàng. Cái gì vậy? Ô là trời. Ghét chữ chưa? Hay là cương kiên ngựa ở trên tường. À quên, đi xuống cái đã. Rồi rồi, chăng. Em á. Giờ đi ra chưa? Đúng là cái gì cũng, đây là cái gì ngoài bề ngoài đặc biệt quá thì nó sẽ như thế này. Đây là gương kia ngựa, đây chính là gương được sử dụng trong chuyện bạch tuyết, nhưng mà không phải, có ít quá sần. Những gương của đường này cũng là mình vét vàng hết, gắn hổ mang vét vàng đến từ Dubai. Trời, đấy, người dài, quên. Full rồi. Đấy, toàn bằng vàng hết. Nó có cả quá cầu bằng vàng này. Nhưng bù lại đây không có cái cúp, cái FIFA World Cup, cái cúp FIFA. Ở đây chúng ta sẽ thấy nón lá được sơn vàng, nhưng mà phải vét vàng. Và cái này chính là cái đồ long đao. Cái này tôi sẽ che lại. Đây là một cái đầu cực kỳ tròn và chúng tôi không muốn các bạn thấy bởi vì nó quá tối và chỉ dành cho 18 cộng thôi. Và đây hay chính là cái quả tình nữ Liên Xô, nhưng thực tế đây là cái đấy, nhưng thực đó là sao đó nha, Liên Xô cũ ấy, những tên lửa mình xài ở, nhưng thực tế là mấy tên lửa này không thể phát nổ bởi vì nó là bằng vàng. Còn đây chính là mấy điểm nhấn để cho những người yêu súng ở đây, mô hình súng gỗ
bao gồm là hai cây AK, một AK 47 vàng, một cây đúng chả hiểu tên gì, một cây M14, một cây cả thường, và còn lại thì tự hiểu. Còn những ai thèm đánh bài thì đây. Sao lên quay còn có những người ở nhà kia nữa. Còn lên nữa không? Hết rồi, tới đây dựng rồi. Đấy, thì là vua bài Ma Cao và vua đầu bếp Master Chief. Nhưng trong căn nhà như vậy, okay. Vào trong căn phòng này chúng ta sẽ thấy có một căn phòng như cái đầy sầu riêng. Thì vua này chắc chắn phải ăn sầu riêng nhiều quá mới có thể đi ăn sầu riêng. Còn hay đây này, nó cũng là một vua. Đây máy bay được giá vàng, và cái ukulele cũng vậy, cái ukulele cũng vậy, nha cũng vậy, ukulele cũng vậy. Có vẻ ở đây là coi như cũng là hết nguyên một ngôi nhà giá vàng. Nhưng mà mọi thứ vẫn chưa thể dừng lại ở đó, vì chúng tôi phải cho các bạn đi tham quan thêm rất là nhiều nữa. Vì gì ở đây chính là vừa là ngôi nhà giá vàng, vừa là ngôi nhà gạch men, hai chung một trong tất cả một căn nhà này đấy. Vào đây nữa chúng ta sẽ đi đến một khu chỗ nữa, là khu vực cổ tích. Được thấy là sao? Mời quý vị xem thêm một lát nữa là sẽ biết. Vâng, và ngay sau đây chính là con đường để đây chính là con đường để chúng tôi sẽ đi qua một khu vực khác, khu vườn cổ tích. Và không biết khu vườn này ra sao thì theo tôi thì tôi biết. Ai đã biết khu vườn? Không, thì đi ra như thế này đâu ý. Rồi, bộ cái này có phải hơi lâu. Speed up. Rồi là khu vườn cổ tích dữ chưa? Chưa thấy, chưa tới thôi. Chúng ta sẽ tới nơi rồi. Khu vườn, đây là khu vườn cổ tích của khu nhà giấy chàng. Nhưng mà để có thể tới được, chúng ta phải đi theo cái con đường này á. Yume Coffee. Son 7 Coffee này. Vé con này này. Vé này này. Có thể, đúng rồi. Rồi, vui lòng xuất hiện vé, phạm vỡ phải có vé. Rồi, vé giữ chưa? Ủa rồi vé đâu? Rồi thu vé, đây. Toilet ở đâu? Toilet bên trái. Rồi, ok. Rồi xách vé xong đi vô, đây. Đây là khủng long T-Rex này nha Hân. T-Rex Bình Dương. Mẹ coi này, mấy tên lửa này này. Này tên lửa Liên Xô không? Hàng lên lửa Liên Xô. Ôi có cái đoàn đang quay đó. Ok. Phần đây chính là cái khu vực thứ hai của cái nhà này, khu vườn cổ tích. Và đầu tiên như này chúng ta sẽ ra là khủng long đến từ Bình Dương. Còn cái đống này là cái sân nữa. Hơn cái sân này được trang trí bởi mấy cái tên lửa mà được dát vàng thôi. Nói chung cái đống này không bỏ thuốc nổ đâu, yên tâm. Còn đây chính là con khí đồ làm bằng phế liệu, cộng thêm cái cây, cộng thêm quả M16, cộng thêm quả mô hình M16 tháo với cái nó nữa. Đây là chợ nổi, đây là một mô hình chợ nổi trung bình đấy, mà là mô hình chợ nổi ở chỗ nhà giấy chàng, rất là đẹp. Đây chính là cái khu màu tím, đây phân bố màu sắc rất đều đặn nha. Còn cái khu cái vật cây này chính là cây xung quanh này là cây lộ phần Parintonia Aquatia dẹp hè đi kia, đọc khó vậy. Phải đi. Nhưng mà trên lầu chúng ta vẫn còn nhiều nữa nên không cần phải đi cho. Đây chính là con ngựa của Thánh Giống. Đấy, lên cưỡi ngựa. Đấy, lên đây chúng ta sẽ hóa thân thành Thánh Giống. Cầm chiếc tấm. Đây chính là khu màu đỏ. Hơi màu đỏ này, hơi đẹp này. Còn bên đây là
Và bên đây sẽ là tất cả những con vật để chúng ta có thể chụp hình. 50 con. Đây là trăng bạch tạng đột biến. Trăng là trăng vàng ivory, cá lóc vàng. Còn đây là trăng vàng albino, trăng vàng bình thường. Còn đây là chú rồng ở Nam Mỹ này. Giờ hiện tại nó đang ngủ. Hiện tại nó đang ngủ hoặc nó đã chết thì đã yên chưa. Tại nó đang ngủ hoặc nó ăn chưa cái gì thì cũng chưa biết. Cái này đứng hình rồi. Hiện tại giờ nó đang ngủ nè. Đấy, đây là con trăng ivory này đấy, nó rất thức này. Đây, con trên lầu này. Cô quên, rồi giờ xíu con đi lên cho tầng 2 cái này đi. Hai. Trên này sẽ là nhiều điều thú vị hơn. Chúng ta sẽ đi không hết khu này đã. Nên nói thẳng ra tầng 2 chả có gì hết. Nó thôi đi xuống luôn, skip. Chỗ này chỗ nằm nè. Skip. Skip. Anh không chạy nha, anh không làm nha. Giờ bảo đi. Bắt đầu thi nhằn rồi đó nha. Nhằn rồi đó nha. Đây. Đây là khu gương treo gương tự sướng hoa đỉnh. Đây là cái khu ngõ tính hoa vàng anh này. Rất là xanh nha. Cái file màu xanh này nó là dễ dịu. Khu sống ảo chỉ tới khúc. Tới khúc đằng đó là coi như là đã xong rồi đó. Khúc đằng này là không. Đó khúc đằng này các bạn sẽ không đi tới được nữa. Mà phải quất bộ phố lại. Mà bắt. Thì bắt bộ phố lại. Bộ phố lại. Bắt buộc không ai lại. Bắt buộc không ai lại. Đây trên đây này. Cái hồi cờ không qua hả? Ok. Rồi, mình sẽ chụp bằng một cái phương pháp khác. 3, 2, 1. 2, 3. 2, 3. Ok, mình sẽ chụp bằng cách quay clip luôn. 1, 2, 3. Bầm. Anh ơi. Bầm. Bầm rồi xong. Nhưng mà để quay clip đã. Nhưng mà lát nữa đi. Chụp hình trong lúc quay clip mà cũng hết rất là phiền. Hả? Đẹp lắm hả? Ôi con công đẹp này. Thôi, đi chụp sao đây. Giờ Nga sẽ đi lên khu vực này. Đây là khu vực màu tím. Khá là cool. Khá là đẹp. Ta sẽ đi lên cái chỗ này. Thôi. View nhìn từ đây nó cũng khá ổn là chúng ta có thể nhìn thấy được cái khu đằng kia luôn ấy, khu màu đỏ này ở thác nước nhân tạo luôn rồi. Rồi cái thác này khá là ổn áp nha. Đây này, đây là một con đường để cái mạng cái đi lên tháp để có thể ngồi view ở trên này khá đỉnh. Còn bên đây chúng ta sẽ thấy là cây thiên tuế à. Đấy, khu vực cái view ở trên này nó khá là đẹp, mình đi ra trên thấy rồi rất là hay luôn ấy. Nó thật ấy, nó thật là cái đường dưới trên đó. Nó rất là đẹp, nó bao view bao hay thêm một lần. Để chúng ta có thể chụp hình nó sướng như ngay cái kiểu đang ở up Facebook đi. Thôi bây giờ chúng ta xin đi bên này. Giờ khát nước rồi, giờ đi lấy cái phiếu mua nước uống. Lấy cái phiếu mua nước uống mới được. Cái phiếu mua nước uống mới được. Cái phiếu mua nước uống mới được. Này khác thêm. Khác phải liền. Đây là chỗ bán kem. Thôi lát ăn kem sao. Đây là cái con cá cửa sừng vàng, cá khủng long, heo kiến vàng, cá ri, cá dày đột biến và cá sông trai bạch tạng. Nghe là coi là cụ chụp ảnh khủng long. Ở tầng 2 chắc khác gì ở bên kia cả. Rồi chúng ta xin đi qua bên này. Thì qua bên này cũng thế. Ôi, cây là con rùa nhìn giống cá sấu. Common stocking. Thì giờ hay đọc được cua đi vậy á. Chưa có ố, chưa có ố. Đây là mấy con ba vàng. Cá sấu, ôi cá sấu vàng mà tại kia. Cua không có ở đây rồi. Đây là ba vàng. Cá sấu thì nó không có đây. Ôi, cái view này, xem tháng này nó hay, nó đẹp. Cô để chúng ta đi đường hai bên luôn. Đi hai bên để lên. Đây, cá sấu vàng này. Focus nha.
Thôi xin lấy tôi focus. Rồi. Hay là chiếc xe dừa tứ quý chính. Chiếc xe dừa rùi vàng đột biến này. Ít về ngoài hành tinh nhưng mà không có con nào. Đây là mấy con cái con này mình đã có quay hết rồi, cái gì quay rồi. Thôi mình quay lại. Có thể thấy đây là một cái con ngựa được làm bằng cái nhân đồng, ai mà biết được. Thôi nhưng mà chúng ta sẽ đi qua đây. Trời ơi, cái này rất đẹp lắm này. Full màu đỏ luôn. Màu xanh. Cầm giùm mẹ kìa. Ok, đưa đây. Đưa đây. Xong em đừng có quay chứ bụi chụp hình. Rồi, chúng ta sẽ vô ngôi nhà nhỏ. Vô ngôi nhà đỏ đèn vài cây. Tại làm cái gì đây kìa cái ca. Nghĩ cái nhà này cũng hơi may mắn đấy. Rồi. Rồi, lắc đầu lên. Lắc đầu nó đâu đi. Lấy táp bên hai bên kia. Đâu có lại táp đâu. Như đây nè. Đây lên. Cam đi ha. Đây, đây mới đúng nè. Rồi, lên lên. Thằng nào đó ha? Không. Những cái này đứng hình đi ta. Rồi bắt đầu nó bắt đầu dưới đứng hình á. Hình trăng thì có trăng nè, ừ. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến mini beach, như là cái bãi biển mini. Và lúc trước là cái vị trí này là cái chỗ bơi, nhưng mà giờ thì không dám nghĩ đến đâu. Đây, chúng ta sẽ vô được mini beach cái khu này. Thì hồi trước cái chỗ quay này là đâu rồi? Đi đến tận gần cây. Đây. Thì hồi trước cái chỗ thì cái chỗ này hồi trước là cũng là một cái chỗ bãi biển. Rồi hồi trước cũng này cũng là một cái hồ bơi. Nhưng mà vậy sao chỗ này cái tạ sao cho là gần cái tạ nhiều nên cuối cùng bây giờ nó cũng là một bãi biển, nhưng mà giới hạn bơi hiện tại nó chỉ tới tuốt gần kia thôi. Đây. Chỉ tuốt gần này thôi nên là không thể bơi xa hơn nữa. Đó là vậy chứ giờ là nó không còn được chân chu. Lúc trước mình bơi vậy đấy. Và cái view đằng kia là cái view chụp hình chắc luôn. Biết mà. Thôi giờ chúng ta sẽ quay lại đã. Thôi. Bạn thấy những cái gì không đấy? Ra là nhạc bật lên. Rồi đăng ký ở chỗ chụp hình này. Đây, có chỗ để cắm trại cái kiểu mọi thứ. Tất cả chỗ này đều có hết. Mình chiêu thiệt đấy. Chưa thật đấy. Quá trời chỗ để cắm trại luôn miêu. Và chỗ đằng còn kia là chỗ chụp hình và sân khấu. Nó có gì đặc biệt. Cái gì đây? Ngôi nhà. Cái gì đây? Ngôi nhà. Đây là ngôi nhà thư giãn như thực tế. Nó chỉ có ở ngoài để ngồi được à. Là cả ngoài đâu. Ủa. Đây là phục hoa. Ôi. Trời quá trời, gió thơ hù hù chụp hình được luôn. Có mấy chỗ đó ngờ mà ngờ cắm trại được đó mẹ. Xung quanh này cắm trại đầy đủ luôn, có liều sẵn luôn. Đi lại đây cỏ thôi. What the hell. Đúng là mini beach cái gì cũng độc lạ. Hoàn toàn độc lạ, như vậy đây. Tại vì cái chỗ ngồi view bao đỉnh luôn. Ai có người. Thôi không chơi đâu. Lớn hết rồi. Chơi gì nữa. Đấy, ai đang thất tình thì vô đây đảm bảo có người yêu trong vòng một đêm. Với cái vị trí này, có lẽ mọi người đã đoán ra được cái vị trí nào từ hồi video mùng 4 Tết rồi. Xin chúc mừng. Đó đây. Khu công viên. Khu công viên này thì bình thường đấy, nhưng mà khi qua này kia sẽ là một cái hội chợ. Mình cũng không biết đó là hội chợ gì. Nhiều có đẻ rồi lát nữa đi. Rồi giờ xin đi chơi đã. Rồi chọn xe gì đây? Để coi cái xe nào phù hợp thôi con. Một xe không? Thôi đi. Xe 106 dạ không? Lấy xe 106 này. Chúng ta sẽ lấy cái đống xe này. Chúng ta sẽ chọn xe. Xe này này là dạ không ơi. Xe này. Coi. Xe này được này. Rồi. Quay. Ơi rồi cái xe nào. Thôi xe này đi. Ủa đây chạy xe này hả? Ở cái đó hả?
Ủa để xe đó sao nhân chú? Hai pin hả? Vậy đấy có xe khác à, còn xe này cùng loại không? Kìa 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 kêu lên kìa. Ờ ờ coi coi. Lên kìa, lên chạy đi. Chú lấy cái kiếm xe nào giống vậy với con chạy nha. Ok ok. Coi quay ơi, coi. Chuẩn bị. Tìm ơi, cứu em. Thôi thôi thôi. Thôi thôi, không chạy đâu. Thôi không được đâu. Ok. Đi coi coi. Hết giờ hả? Nha hết giờ. Thôi giờ đi coi hàng quỷ Free Fire rồi á. Giờ phải kiếm cái xe nào khác chạy á. Hay vô, hay vô. Chạy. Rồi xe nào? Rồi giờ trong khi để mất hết cái chạy. 20 vô luôn. Rồi chúng ta sẽ thường một cái chi phí nào luôn vậy. Rồi trong tất cả các chiếc này đều như hơn. Nhiều khoan, tắt flash đã. Hay là quay, đủ tắt hay là bật thì nó cũng vậy thôi. Như hồi kia sẽ là một cái hội chợ. Ô, những mấy cái xe này. Đúng rồi, chúng ta thấy xe số 8. Đúng rồi, để đấy được vậy hơn, chúng ta đi xe số 50. Chú ơi, cái xe 50 đó chạy được không? Xe 50 đằng có. Chiếc xe 50 đằng kia kìa. Có, anh lấy luôn anh đi. Coi. Coi, rồi. Có xe quẩy rồi. À, xe gì vậy xe? Số 50. Xe 50 này ổn rồi. Xe 50 này ổn định đây. Giờ thì giờ thôi. Thôi đi. Giờ thì. Giờ thì vâng, thì chúng tôi sẽ thấy được đây là nó sẽ đi đến một khu hội chợ. Khu hội chợ này khá nhỏ nhưng mà nó tổ chức được giới hạn ngày thôi chứ không tổ chức lâu đâu. Nhưng mà chủ yếu là cái hội chợ này là tổ chức mừng 2 tháng 9 và có một cuộc thi nữa. Nói chung kiểu hội chợ này cũng khá nhỏ chứ không bự lắm, cũng không bự lắm. Cái sản phẩm ô cốp nữa. Đâu nào đâu, không có hả? Ở đây là các người chỗ hoa lan mà có không biết có lan đột biến không? Thôi được, có lan đột biến luôn bây ơi. Cái lan đột biến nữa này. Trời ơi, thì triển lãm này là sẽ bắt đầu là 12 tháng 9. Bắt đầu sẽ là 12 tháng 9 luôn nha. Thì Việt Nam sẽ là 2 tháng 9. Ở đây có rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều luôn. Rất nhiều người. Rất nhiều đơn vị kinh nhân trong ngành tham gia một thi luôn. Thi luôn, đây. Hiện tại có rất nhiều là nhân công giải thưởng của mấy cái cuộc thi này. Hiện tại hội thi này cũng có hương có hội chợ luôn. Và ở đây cũng có bán những cái làng. Có cả làng đột biến nữa. Không biết cái làng đột biến không? Đang đột biến khó kiếm nhất là cho nên là không có dễ gì được. Hàng phía sau cũng bán lan nên thôi. Nói chung hội chợ này cũng chắc chán. Đi chán thôi chứ không khuyến khích các bạn đi mấy hội chợ bởi vì chợ ngắn như này bởi vì mấy hội chợ ngắn thường là tồn tại một thời gian ngắn lắm. Nên là cũng chỉ cho mấy hội chợ này cũng chỉ kỷ niệm lễ thôi. Hội chợ mà cứ thêm cuộc thi thì chỉ có dịp chỉ có mấy cái thời điểm của cuộc thi mới có thôi. Nằm chuẩn bị vậy vậy. Một lần nữa, video này lúc nãy cũng là kết thúc cho video của ngày hôm nay. Thì cảm ơn Call of Dragon đã tài trợ cho video này. À không, đã đồng hành cùng video này mới đúng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn. Bây giờ thì nhớ like và subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại for the next time.